Xin chào tất cả mọi người, buổi chiều hôm nay mình phơi lúa được một hàng 3 bao tất cả mọi người. Những bạn nhân lên em 10 lên với một bao trên là 16 bao, 17 18, 20 bao. Ngày nay mình phơi lúa được 20 bao nhưng mà mình đã chắc được 16 bao rồi. Còn 4 bao là đây, bây giờ mình sẽ chắc cho bà con coi để bà con mọi người kêu mình làm nông không thật, là không có tin mình nha các bạn. Cho mà cái bao đây là gọi là bao ba la, thì hồi xưa tất cả mọi người lớn kêu bao ba la. Hồi trước là bao mê là tầm này giá 60-62 kg, nhưng mà ngày hôm nay là bao cột thì khoảng còn lên 17 kg. Nên 7 kg mình sẽ cắt lên, mình chắc hồi nãy giờ thật là mình không có người quay ống kính camera nhưng mọi người nên thành mình đã chắc 16 bao rồi. Bây giờ 4 bao mình sẽ chắc tiếp tục 20 bao của hàng ngày của mình, cuộc sống một tuần nữa rồi là mình có một ngày mình tự mình gói gọn 20 bao sen rồi sáng ngày mai mình bán. Mình sẽ chắc cho bà con qua đây là bao đây. Còn nếu mà bao mê là 62 kg nhưng bà đây còn nên 7 kg như tất cả mọi người. Nhưng mà mình nói với mọi người, bao lúa đứng ngàn mình phải có cái thét, mình muốn tự mình cắt lên dai mình phải có cái thét, hay là mình chắc mình phải có cái thét. Chứ còn các bạn không biết là thả bao lúa này mình không biết ôm không nổi. Nên nếu mà chúng ta đứng ngay chúng ta ôm này không có nổi tức lưng các bạn. Mình chỉ chắc 16 bao rồi nha, nhưng mà thực ra còn 4 bao mình chắc cái các mọi người thôi. Thấy không các bạn? Thì mình làm gì cũng có thế hết, khi bao lúa này mình muốn đưa lên thì mình dày mình chặt hẳn rồi đưa lên không nổi đâu. Nhưng mà mình thấy có một cái gói mình phải dựa vô đây nha các bạn. Bắt đầu cái tay đây mình mới bóc lên, một là mình bỡ ngang như nãy mình bỡ, hai là mình đưa lên dai. Còn ví dụ mình cái thế mình bóc lên là cái đống ruốc của nó, nên mình muốn chắc không sửa thì mình cái lực mình phải nhúng cho mình nhúng cái lực mình cho nó y chỗ nó không làm sửa sẵn nha các bạn. Ai thấy không? Nè, các bạn thấy là có thế không? Bây giờ, muốn đi sao? Nói chung cái thế mình chắc lúa thì mình phải cỡ đầu tất cả mọi người. Cái đầu ví dụ cái vào dưới, cái đầu xe ra, thì bây giờ mình chắc thôi. Vào trọng đây cái đầu nó xe vô, nó ngược với nhau. Thì cái sự ôm lúa, cho cái sự kháng khít những vào lúa, cái đông lúa mình nó không có ngã. Chúng ta chắc cứ một đầu là nó ngã hết. Tại sao cứ nó mặt này ba xây ra xây vô hang nào cũng vậy, là nó chèn thịt nó ôm lúa với nhau. Thấy không mọi người? Thấy các bạn thấy không? Nó thấy êm vô không? Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ để anh em chúng ta tự chắc lúa một mình, không cần một người ai khác có cái thế để chúng mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh em cùng xem. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em các bạn vào ngày hôm sau nha.